Xin chào cả nhà yêu. Hôm nay Nguyễn Nga xin gửi đến các bạn bài Vang mùa xuân đầu tiên. Bài gồm 8 câu nhạc 3, nhịp đếm là 1, 2, 3. Trước khi vào bài, các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ và luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Xin mời cả nhà. Bắt đầu, chuẩn bị chân trái đúc lên. 1, 2, 3. Chân phải bước sang trái. 2, 2, 3. Cậu ba bước chân trái bước sang phải. 3, 2, 3. Chân phải bước sang 4, 2, 3. 5, 2, 3. Ta bước chân trái lên, tay lên bước xuống. Có độ nhún 5, 2, 3. 6, 2, 3. Bước chân phải sang bên trái, tay đưa theo. 6, 2, 3. 7. Ta bước chân trái sang phải, tay đưa theo. 7, 2, 3. Còn 8, 8, 2, 3. Bài đi có một hướng nha. Xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc. Năm mới an khang và thịnh vượng.